Sau đây thì trong cái chương trình khuôn khổ cái chương trình đào tạo trực tuyến của Bệnh viện Bạch Mai thì tôi xin phép được trao đổi và chia sẻ với các quý anh chị đồng nghiệp một cái chủ đề liên quan đến cập nhật chẩn đoán và điều trị chấn thương cột sống cổ thấp. Thì phần trình bày của tôi sẽ có bốn nội dung: thứ nhất là phần tổng quan, thứ hai là chẩn đoán, phần thứ ba là phần phân loại, và phần cuối là phần về mặt chiến lược điều trị. Về mặt tổng quan thì cột sống cổ thấp là chúng ta như chúng ta đã biết, cột sống cổ thấp là từ cột sống cổ số 3 đến số 7, có cái cấu trúc khá là giống nhau và nó khác biệt so với cột sống cổ 1 và cổ 2. Các cái cấu trúc cột sống cổ cao thì bao gồm thứ tư cột sống cổ cao thì bao gồm cả những cái tổn thương về xương và hoặc kèm theo hệ thống tổn thương về mặt hệ thống dây chằng và đĩa đệm. Chấn thương cột sống cổ cổ thấp thì chiếm một tỷ lệ khoảng 3% trong số các loại chấn thương chung và chiếm hơn 2 phần 3 trong chấn thương cột sống cổ nói chung. Trong một cái nghiên cứu tại Bắc Mỹ thì cái tỷ lệ tại Bắc Mỹ này về chấn thương cột sống cổ thì nó khoảng 150.000 ca chấn thương cột sống cổ mỗi năm. Trong đó cái chấn thương cột sống cổ thấp thì nó chiếm khoảng 86,6%, một tỷ lệ khá là lớn. Còn tại Việt Nam thì trong các cái nghiên cứu thì cái tỷ lệ về chấn thương cột sống cổ là từ 2 đến 5% trong cái chấn thương đầu mặt cổ, và trong đó cái tỷ lệ tổn thương thần kinh rất là cao, từ 60 đến 70%. Cái việc phát hiện chẩn đoán và điều trị kịp thời có ý nghĩa rất lớn đến đến việc hiệu quả điều trị và tiết lượng hồi phục chức năng thần kinh của người bệnh. Về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân có thể gặp phải gây ra cái chấn thương cột sống cổ, thì trong đó cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp đây là cái nguyên nhân do tai nạn giao thông và tai nạn ngã cao. Mặc dù nó là cái tỷ lệ khá là thường gặp và khá là phổ biến, tuy nhiên cũng có một cái tỷ lệ rất lớn trên thực hành lâm sàng mà chúng ta gặp phải, đấy là cái bỏ sót cái tổn thương ở trên lâm sàng đối với chấn thương cột sống cổ thấp. Thì theo các nghiên cứu nó tỷ lệ này nó rơi khoảng 10% bỏ sót, đặc biệt là khi có cả X quang tự quy nữa, thì cái việc bỏ sót này nó sẽ để lại cái di chứng và cái hậu quả rất nặng nề, và đó việc mà phát hiện và chẩn đoán điều trị kịp thời có ý nghĩa rất là quan trọng. Về sơ lược giải phẫu thì cấu trúc cột sống cổ thấp thì bao gồm các cột sống từ C3 đến C7 có cấu trúc khá là giống nhau và khác biệt hoàn toàn so với đốt sống cổ cao là C1 và C2, bao gồm cấu tạo gồm có cái cấu trúc về xương, hệ thống dây chằng và đĩa đệm, cấu trúc về mặt thần kinh là tủy sống nằm trong cái ống sống, và tủy sống chiếm khoảng 35%, ống sống tại mức đốt sống cổ số 1, và cái đốt sống cổ dưới thì nó chiếm khoảng 50% đốt sống còn lại. Thì có một cái đặc điểm giải phẫu mà chúng ta cần phải lưu ý, nó sẽ liên quan đến cái kỹ thuật phẫu thuật lưu ý trong đối với những bác sĩ ngoại khoa, đấy là gì? Các cái cấu trúc giải phẫu có một số cái đặc điểm riêng, đó là ở các cái cấu trúc về xương thì nó có cái mỏm gai ở phía sau, cái mỏm gai này thì thường ngắn, mỏm gai thường ngắn ở cái các cái đốt sống ở trên đỉnh, cái tách ra làm hai hai củ, và cái mỏm ngang là dính vào thân cung sống. Cái mỏm gai của C6 và C7 thì dài hơn và thường không chẽ đôi. Và đây là cái dấu, cái mốc mà chúng ta nhận biết khi trong quá trình thực hành ngoại khoa, tức là trong quá trình phẫu thuật. Cái đường tiếp nối giữa khối bên và mỏm gai, khối bên mỏm gai và cái mảnh sống thì rất rõ từ C3 đến C6. Tuy nhiên ở C7 thì thường không rõ. Thì đây là những cái mốc ở chỗ tiếp giáp giữa cái khối bên và cái chỗ mỏm gai, cái chỗ 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 chỗ, chỗ sau cái mảnh sống, là cái mốc rất quan trọng khi mà trong quá trình phẫu thuật chúng ta bắt vít khi xuyên qua ra trước theo khối bên hoặc là qua cung sau. Thì nếu mà xác định sai thì có thể cái vít nó sẽ vào trong ống sống hoặc là đi ra ngoài hoặc là đi ra vào trong động mạch đốt sống. Về mặt cơ chế chấn thương thì mà cơ chế chấn thương thì có cái cơ chế chấn thương mà cái phân loại mà chúng ta hay dùng nhất cho đến thời điểm này vẫn đang dùng lên phân loại của Allen, Ferguson và cộng sự vào năm 1982, với 6 cái cơ chế chấn thương thường gặp. Nó sẽ chia ra làm hai cái nhóm chính, đó là chấn thương ép và chấn thương giãn.
Thế thì nó có những chấn thương về ép gập, chấn thương ép thẳng trục, cơ chế ép ưỡn, cơ chế giãn ưỡn và cơ chế gập bên. Thì tùy thuộc vào cái cơ chế tổn thương, mỗi cái cơ chế tổn thương nó sẽ có một cái đặc điểm gây ra cái tổn thương về mặt cấu trúc khác nhau và cái hình thái tổn thương khác nhau và cái mức độ nặng nó sẽ khác nhau. Ưu điểm của cái phân loại của Allen và cộng sự này thì là với cái cách phân loại này thì chúng ta sẽ phân tích được cái hướng lực và cái vị trí của cổ lúc chấn thương cũng như phân tích được mặt chi tiết về mặt đĩa đệm, mức độ nặng nhẹ của cái tổn thương thần kinh, và cho đến nay thì hiện tại vẫn đang dùng khá là phổ biến cái phân loại về cơ chế tổn thương ở đối với cột sống cổ thấp này. Về mặt sinh lý các cái tổn thương thì đa số cái trường hợp tổn thương ở cột sống cổ thấp sẽ bị tổn thương do đụng dập hoặc chèn ép với cơ chế trực tiếp hoặc là cái tổn thương thứ phát. Thì một số trường hợp mà do các tổn thương cắt ngang hoàn toàn các cái chấn thương thì tùy thuộc vào mức độ khác nhau mà nó sẽ gây ra các cái hình thái, các cái dạng tổn thương khác nhau. Thì nó sẽ chia ra làm hai dạng, tổn thứ nhất là tổn thương tiên phát và thứ hai là tổn thương thứ phát. Về mặt tổn thương tiên phát thì cột sống cổ linh hoạt về mặt chức năng nhưng mà yếu về mặt cấu trúc, đặc biệt là vùng cột sống cổ bản lề, ví dụ như vùng bản lề cổ trẩm hay vùng cổ ngực này, thì khi mà xảy ra chấn thương vùng này rất dễ bị tổn thương và hay thường gặp ở những cái vị trí này nhất. Các cái cơ chế tiên phát là những cơ chế phổ biến và thường gặp nhất do phối hợp giữa lực lực cơ học và của sự va đập này, sự kéo giãn và sự chèn ép xảy ra trong nhiều cái cơ chế chấn thương khác nhau như là phân loại của Allen và Funkson. Thì nó sẽ có những cái tổn thương về mặt vỡ vụn thân đốt sống, mảnh sống vỡ mảnh sống này, gãy chật đốt sống này, những cái vết thương xuyên hay rách này, hoặc là vỡ đĩa đệm. Thì đó là những cái tổn thương về mặt tiên phát, tổn thương mà xảy ra ngay sau khi mà bị chấn thương. Về các cái tổn thương thứ phát thì dưới tác động của cái tổn thương tiên phát này, thì nó sẽ dẫn đến các cái tổn thương về mặt mạch máu ấy, gây ra thiếu máu, hoại tử tổ chức và gây ra các phản ứng hóa học và sẽ hình thành một loạt các cái tổn thương thứ phát. Thì nó có thể sẽ biểu hiện ở các cái tổn thương như là sốc này, sốc sốc tủy lúc đầu là nhịp tim lúc đầu tăng này, sau trận kéo dài, huyết áp tăng sau đó hạ kéo dài. Các cái tổn thương về mạch vi tuần hoàn như là rách mao mạch, tĩnh mạch và chảy máu. Những cái biến đổi sinh hóa và cân bằng điện giải ấy, như là ứ các chất dẫn truyền thần kinh, tăng tiết độc tế bào. Cái tổn thương về phù thủy thì cái phù thủy này có thể gặp ở tiên phát hoặc là có thể thứ phát do hậu quả của cái thiếu máu. Tiên phát là do các cái chấn thương có va đập cơ học trực tiếp nó gây ra tổn thương về phù thủy. Một cái tổn thương thứ phát nữa đấy là cái tắc nghẽn dẫn truyền thần kinh, do cái rối loạn về mặt biến đổi sinh hóa và cân bằng điện giải nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc rối loạn dẫn truyền và tắc nghẽn dẫn truyền thần kinh. Về mặt bệnh học thì nó có một số đặc điểm các cái tổn thương bệnh học ở vùng trung tâm, ở tổn thương ở vùng tủy, vị trí tổn thương thì sẽ bị thường tổn thương nặng nề hơn ở vùng chất, bao gồm chất xám và chất trắng liền kề, tổn thương nặng hơn ở vùng chất xám và ngoại vi. Thì nó có thể vùng trung tâm có thể bị thiếu máu, hoại tử và cái tổn thương tiếp tục chảy máu trong vòng 2 giờ đầu sau khi chấn thương, và nó hoại tử trong vòng khoảng từ 12 đến 24 giờ đầu và mất đi cái hình dạng ban đầu. Thì cái giai đoạn 24 giờ đầu được coi là cái giai đoạn nhuyễn tủy do thiếu máu, và đây cũng là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ phải ưu tiên trong việc cấp cứu và xử lý sớm, đặc biệt là trong vòng 24 giờ đầu. Đó là giai đoạn mà hồi phục thần kinh. Các cái tổn thương bệnh học nữa đây, cái tổn thương về đứt tủy thì nó sẽ chia ra làm cái nhiều cái mức độ khác nhau. Thứ nhất là dập tủy này liên quan đến sau này nó có nguy cơ nó tiến triển thành nang. Tủy có thể bị bầm dập hoặc là rách tủy do cái vết thương hở hoặc là một số cái tổn thương mà không biến đổi cái hình thái của tủy, và một cái tổn thương bệnh học khác là tổn thương về sợi trục và bao myelin của thần kinh. Về mặt chẩn đoán thì nó sẽ chúng ta khi mà chúng ta chẩn đoán đối với chấn thương cột sống cổ thì chúng ta sẽ phải đi sâu vào các cái đặc điểm về mặt triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chúng ta cần phải làm trong quá trình chẩn đoán. Thì thứ nhất về mặt triệu chứng thì cái đầu tiên đây tôi nhắc sơ qua, thì cái này thì chúng tôi điểm lại thì cái việc đầu tiên chúng ta cần xác định đấy là cái xác định cái hoàn cảnh và nguyên nhân xảy ra tai nạn, cái tư thế mà đầu khi mà bị tổn thương, thì qua đó chúng ta sẽ xác định sơ bộ
cái cơ chế chấn thương để định hướng các cái tổn thương của cuộc sống của thấp. Thế thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, nguyên nhân và cái cơ chế khác nhau mà nó sẽ gây ra những cái tổn thương ở các cái mức độ khác nhau, và sẽ cái mức độ về mặt triệu chứng nó cũng sẽ khác nhau. Về triệu chứng cơ năng thì có thể gặp các cái triệu chứng như là đau cổ này, hạn chế vận động cổ, tê bì hoặc là dị cảm ở các cái dưới mức cái tổn thương, những triệu chứng cơ năng thường gặp ở những trường hợp bệnh nhân chấn thương cột sống cổ. Các cái triệu chứng toàn thân có thể gặp phải là mạch huyết áp, mạch mạch chậm, huyết áp tụt liên quan đến sốc tủy, liên quan đến cái rối loạn đường hô hấp của bệnh nhân, ví dụ như nồng độ oxy trong máu giảm này, kiểu thở này, thở ngực bụng hoặc là thở ngực bụng phối hợp và ngực cổ thở bụng. Về mặt các cái triệu chứng thực thể thì thăm khám chúng ta có thể phát hiện, chúng ta có thể tìm các cái dấu hiệu xây sát bầm tím, cái dấu hiệu ấn đau dọc cột sống dụng của, tuy nhiên cái dấu hiệu ấn đau chói này thì sẽ hạn chế tối đa việc 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 tìm và phát hiện, có nguy cơ gây ra tổn thương thứ phát, tổn thương nặng hơn đối với chấn thương cột sống. Khám vận động và cảm giác phản xạ, và chúng ta sẽ đánh giá và phân loại theo thang điểm của ASIA và thang điểm Franken. Thế thì cái phân độ tổn thương thần kinh theo Franken thì được đề xuất là vào năm 1968 với các loại từ A đến E. A trong đó A là cái mất hoàn toàn vận động và cảm giác dưới mức tổn thương, và từ B đến E tùy thuộc vào cái mức độ vận động còn, cái cơ lực còn nhiều hay ít, và mức độ Franken, mức độ vận động cảm giác bình thường. Đây là cái thang điểm trong thời lâm sàng chúng ta dễ thực hiện và dễ và đánh giá nhất trong thời lâm sàng, đặc biệt là trong trường hợp mà cấp cứu mà chúng ta cần phải đánh giá sơ bộ và đánh giá nhanh, thì nó sẽ áp dụng rất là phổ biến, hiện tại vẫn còn đang áp dụng rất phổ biến hiện nay. Một cái phân độ tổn thương là nó là phân độ tổn thương thần kinh theo theo phân độ của Hiệp hội chấn thương tủy sống ở Mỹ vào năm 1972, phân độ ASIA với các mức độ từ A đến E. Thì với mức độ liệt hoàn toàn, A là mất hoàn toàn vận động cảm giác dưới mức tổn thương mà bao gồm cả đoạn S4 và S5, và mức độ E là vận động cảm giác hoàn toàn bình thường. Thế thì cũng có cái những cái nghiên cứu mà người ta so sánh cái phân loại giữa phân loại và ASIA và phân loại Franken, thì người ta nhận thấy rằng cái đánh giá phân loại của ASIA là sẽ đầy đủ và chi tiết hơn, và đánh giá được 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 chính xác hơn cái mức độ tổn thương của người bệnh. Tuy nhiên là cái thang điểm này đòi hỏi phải đánh giá rất là chi tiết và tỉ mỉ, và trong quá trình thực hành lâm sàng, đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta đánh giá là lúc sơ cứu cấp cứu ban đầu thì rất rất khó đánh giá, chúng ta khó có thể đánh giá một cái chi tiết hết. Thì hiện nay trong quá trình mà chúng ta thăm khám và chúng ta đánh giá lâm sàng ở cấp cứu và sơ cứu, chúng ta hay đánh giá phổ biến nhất vẫn là thang điểm Franken. Các cái triệu chứng về mặt lâm sàng này thì mình sẽ chia thành các cái theo cái phân loại lâm sàng khác nhau. Các cái rối loạn sinh bệnh học, bất cứ các loại tổn thương nào thì đều ảnh hưởng các cái chức năng vận động, cảm giác và các chức năng tự động. Thì cái mức độ rối loạn như nào tùy thuộc vào mức độ tổn thương tủy cũng như tiến triển trong quá trình lâm sàng. Và trên lâm sàng thì nó sẽ biểu hiện thành một loạt các cái hội chứng. Thứ nhất là hội chứng sốc tủy, thì nó sẽ liên quan đến mất chức năng thần kinh tạm thời. Thời gian kéo dài có thể từ 24 cho đến 48 giờ, hoặc có thể lâu hơn. Cái sốc tủy này sẽ hồi phục khi mà các cung phản xạ thần kinh hoạt động trở lại. Nó sẽ có cái dấu hiệu khác nhau, ví dụ như là tụt huyết áp nhưng mà sau đó hồi phục nhanh, liệt hoàn toàn vận động cảm giác, giảm trương lực cơ, mất phản xạ, hay là còn các phản xạ ở vùng cùng cụt, cảm giác quanh hậu môn, phản xạ cơ thắt hậu môn. Phản xạ phục hồi đầu tiên là cái phản xạ hành hai đối với sốc tủy. Cái hội chứng, cái rối loạn xếp phân loại lâm sàng thứ hai đây là cái tổn thương rễ thần kinh, thì tùy thuộc vào cái mức độ tổn thương, cái vị trí tổn thương mà nó sẽ gây ra tổn thương, nó sẽ biểu hiện ở các cái rễ, triệu chứng ở các cái rễ thần kinh khác nhau. Thì chúng ta tham khám lâm sàng, chúng ta đánh giá và chúng ta phân loại theo cái tổn thương đấy là tổn thương cái rễ nào, chi phối theo từng vùng và từng cái cơ quan bộ phận vận động nhất định, thì tùy thuộc vào chúng ta đánh giá thăm khám trên lâm sàng. Cái tổn thương một cái phân loại lâm sàng khác đây là cái tổn thương liệt tủy hoàn toàn, tức là mất hoàn toàn về mặt vận động cảm giác ở dưới mức tổn thương như theo phân loại của ASEAN vừa đấy tôi đã trình bày.
Một cái phân loại lâm sàng mà nó sẽ có bao gồm nhiều các cái hội chứng ở trong đó, đấy là cái tổn thương liệt tủy không hoàn toàn, thì nó sẽ có hội chứng tủy trung tâm, đây là cái hội chứng mà thường gặp nhất do cái tổn thương ở vùng trung tâm của tủy, thì nó sẽ có những biểu hiện như là rối loạn cơ tròn, liệt vận động chi trên nhiều hơn chi dưới, hoặc là xu thế tập trung ở hai chi trên, còn các phản xạ vùng cùng cụt và sự phục hồi cũng xảy ra theo thứ tự là từ hai chi dưới bằng quang rồi đến hai chi trên, và cái tổn thương mà liệt tủy hoàn toàn là cái tỷ lệ hồi phục lên đến 50 à 79%. Một cái hội chứng thứ hai của cái tổn thương liệt tủy không hoàn toàn đấy là cái hội chứng tủy bên hay là hội chứng Brown-Séquard, đó là liệt vận động cùng bên và giảm hoặc mất cảm giác nông ở bên đối diện do liên quan đến các đường dẫn truyền thần kinh, nhưng cảm giác sâu thì vẫn còn. Đây là một cái loại phục hồi tốt nhất về cảm giác vận động và cơ tròn, thì cái tỷ lệ hồi phục theo các nghiên cứu lên đến trên 90%. Một cái hội chứng thứ ba đây là của cái tổn thương liệt tủy không hoàn toàn, nó là hội chứng về mặt tủy trước do tổn thương ở vùng vùng trước của tủy sống, cũng khá là thường gặp, gồm một cái biểu hiện như liệt hoàn toàn vận động còn cảm giác, đó là cảm giác sâu và cảm giác mặt thể do tổn thương cột tủy sau, tỷ lệ hồi phục lên đến 10%. Và một cái hội chứng thứ tư đến là cái hội chứng tủy sau thì sẽ hiếm gặp hơn, bao gồm mất toàn bộ cảm giác sâu, cảm giác bản thể, các cái chức năng khác của tủy thì bình thường. Đó là những cái hội chứng ở trong cái tổn thương phân loại lâm sàng của tổn thương liệt tủy không hoàn toàn. Một cái phân loại nữa của các cái hội chứng, các cái rối loạn lâm sàng đấy là cái hội chứng tủy cắt ngang, là trong giai đoạn sốc tủy, giai đoạn đầu bệnh nhân thì giảm hoặc mất cả hai hệ thống vận động và vận động chủ động và tự động, mất phản xạ hành hang. Trong giai đoạn sau thì xuất hiện tăng phản xạ gân xương, tụt huyết áp kéo dài, chướng bụng do liệt ruột, rối loạn cơ tròn là tình trạng không tủy chủ, phản xạ hành hang được phục hồi trước, thì đây là cái thời điểm mà báo hiệu cái dấu hiệu choáng tủy nó kết thúc và bắt đầu hồi phục trở lại. Các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng thăm khám lâm sàng này thì nó có độ nhạy khoảng 77%, tức là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phát hiện được hết trên thăm khám lâm sàng các cái dấu hiệu, và không phải những tổn thương nào nó cũng biểu hiện trên lâm sàng. Thì cái tỷ lệ mà độ nhạy ở đây trong quá trình thăm khám lâm sàng được các nghiên cứu đã chứng minh đến là nó rơi khoảng 77%, và trong đó cái tỷ lệ bỏ sót thì thậm chí lên đến 30%. Thế thì cái trong một cái nghiên cứu của nhóm nghiên cứu X quang cấp cứu ở Mỹ, ở trong cái bảng trên này thì người ta đang nghiên cứu, người ta gợi ý với các cái dấu hiệu ở trong cái bảng ở trên này, thì tất cả những cái bệnh nhân này thì đều có gợi ý đến cái dấu hiệu của chấn thương cột sống cổ với cái độ nhạy lên đến 99,6%, và thì bao gồm cái dấu hiệu, thậm chí dấu hiệu liên quan đến về mặt chi giác, bệnh nhân có tỉnh táo, chức năng thần kinh thì có chi giác tỉnh táo hay không, Glasgow, cái mức độ các cái rối loạn, mức độ nhận biết của bệnh nhân như thế nào, nó đều liên quan đến các cái dấu hiệu của chấn thương cột sống của liên quan đến chấn thương cột sống cổ sau chấn thương. Thậm chí những đánh giá những cái tổn thương đối với những trường hợp người bệnh có sử dụng rượu bia sau chấn thương, trước trước khi chấn thương bệnh nhân có sử dụng rượu bia đó, và những cái thăm khám, những cái dấu hiệu mà chúng ta phát hiện ra mà kèm theo những cái gãy xương khác đó, thì tất cả những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng mà phối hợp với những cái gợi ý ở trong cái bảng này thì người ta đã thống kê, và người ta gợi ý rằng những cái này thì nên là hướng đến là có chấn thương cột sống cổ kèm theo, và chúng ta phải lưu ý trong quá trình thăm khám thực hành lâm sàng. Các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì thứ nhất là X quang thì được chỉ định cho tất cả những trường hợp mà bệnh nhân có nghi ngờ chấn thương cột sống, và những trường hợp mà bệnh nhân đa chấn thương mà bị hôn mê và khó đánh giá trên lâm sàng thì chúng ta không thể loại trừ, chúng ta không thể thăm khám, chúng ta không thể đánh giá được cái mức độ rối loạn thần kinh hoặc mức độ triệu chứng của người bệnh trên lâm sàng, thì chúng ta không bao giờ chúng ta được phép loại trừ là có chấn thương cột sống cổ kèm theo. Do đó là tất cả những trường hợp mà chúng ta những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ qua thăm khám lâm sàng, qua các dấu hiệu ở phía trước này, ở phía trên mà phần trước mà chúng tôi đã trình bày, và những bệnh nhân mà đa chấn thương mà có hôn mê
chúng ta cần phải đánh giá, chúng ta nghi ngờ đến chấn thương cột sống cổ, và cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ chụp X-quang. Và cái trên phim thẳng thì chúng ta sẽ đánh giá những cái đường cong, trên phim thẳng và phim nghiêng chúng ta đều đánh giá những cái đường đường sinh lý. Thế thì trên phim thẳng chúng ta để đánh giá sự mở rộng của các cái khe liên gai hay là hẹp khe liên đốt sống và sự lệch trục của đốt sống theo ba cái đường. Cái đường thứ nhất là cái đường đường giữa này, đi qua giữa cái mỏm, chính giữa của mỏm gai này. Đường đường xanh ở chính giữa này. Cái đây là, và hai cái đường bên đi qua hai cái mắt mắt sống này. Mắt sống chính là vị trí của cái chỗ cái cuống hai bên này. Và hai cái đường bên ngoài, hai đường bên ngoài cùng này, là cái đường đi qua các cái mỏm ngang. Đó, thì chúng ta phải đánh giá xem là nó có liên tục, nó có thẳng hàng, nó có theo một cái đường đường cong sinh lý hay không, đường bình thường hay không, hay là nó di lệch, nó bất thường ở chỗ nó di lệch ra, hoặc là chỗ nó di lệch ngang, chỗ có chỗ những chỗ bất thường, thì chúng ta phải lưu ý trong quá trình thăm khám và đánh giá trên X-quang. Thế còn trên phim nghiêng thì chúng ta sẽ đánh giá bốn cái đường cong. Đó là đường cong về một đường cong, thứ nhất là đường cong đi qua bờ trước của cái thân đốt sống này. Đường cong số 2 là đường cong đi qua cái bờ sau của thân đốt sống, và đường cong thứ ba là đường cong đi qua cái đường đi qua phía cái bờ sau của ống sống. Đó, và đường cuối cùng, đường thứ tư là đường đi qua các cái mỏm mỏm gai của cái đốt sống ở trên phim nghiêng. Thế thì chúng ta sẽ đánh giá và phát hiện các cái dấu hiệu trên X quang, bao gồm thứ nhất là mất đường cong sinh lý cột sống, các đường cong sinh lý có bình thường hay không, có gián đoạn hay có chỗ nào bất thường hay không. À, dấu hiệu gián tiếp bên là dày phần mềm ở phía trước cột sống trên cái phim nghiêng, các cái dấu hiệu về mặt vỡ thân đốt sống này. À, hoặc là giảm chiều cao ở thân đốt sống, có các đốt sống nào nó bị giảm chiều cao so với các đốt sống khác hay không, chúng ta so sánh ở các cái đốt sống với nhau để chúng ta đánh giá. À, hay là gãy gai sau này, gai ngang, hoặc là rộng cái khoảng gian ở gai thân đốt sống, thì tất cả những cái dấu hiệu bất thường đó chúng ta cần phải xem xét cho kỹ khi mà chúng ta nghi ngờ có chấn thương cột sống cổ, và chúng ta phải so sánh khám đánh giá từ từ trên xuống thấp để tránh bỏ sót tổn thương, xem là có đốt sống nào nó bị bất thường, hoặc là có cái gì đó gián đoạn, nó không bình thường so với đốt sống phía trên, đốt sống lân cận trên và dưới đốt sống lân cận. Thế thì cái X-quang người ta đã nghiên cứu và nó có độ nhạy trong việc phát hiện các cái chẩn đoán chấn thương cột sống cổ, thì nó độ nhạy của nó khoảng 70%, còn lại 30% là không phát hiện ra được. Thế thì lúc đấy chúng ta cần phải phương tiện những cái phương tiện cao cấp hơn như là cắt lớp và cộng hưởng từ. Thế thì cắt lớp vi tính thì nó có độ nhạy theo các nghiên cứu nó là độ nhạy cao hơn lên đến 99%, và độ đặc hiệu thì 100% để phát hiện đối với chấn thương cột sống quả và cột sống cổ trên X quang. Và nó cũng cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn, chúng ta đánh giá được cái tổn thương về 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 đốt sống là ở nhiều chiều hơn và nhiều mặt phẳng hơn. Thế thì chúng ta sẽ đánh giá về ống sống, đánh giá các đặc điểm ở trên ống sống về mặt hình thái này, cái mảnh xương hoặc dị vật, cái đường vỡ đó, các cái tổn thương cấu trúc xương như ví dụ như là vỡ xương, vỡ thân đốt sống, hay vỡ khối bên, hay là vỡ cung sau, hoặc là những trường hợp mà chật di lệch về đốt sống. À, các cái tình trạng mà cột sống mà trước đó đã tồn tại, ví dụ như là thoái hóa, hay là cốt hóa, hay là cốt hóa dây chằng dọc sau chẳng hạn, hay là cốt hóa dây chằng vàng, hoặc là thoái hóa mỏ xương, hoặc là những trường hợp mà hẹp ống sống trước chấn thương, chúng ta cũng thể đánh giá được qua cái gián tiếp qua cái các lớp vi tính này. Về mặt bỏ sót tổn thương thì theo các cái nghiên cứu thì phim cắt lớp vi tính này, cái tỷ lệ bỏ sót tổn thương nó rơi vào khoảng 0,04%, tức là khá là thấp. Đó, thì trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ chấn thương cột sống cổ mà chúng ta đánh giá trên X quang và trên lâm sàng mà hướng đến, chúng ta cần phải chụp để chúng ta đánh cắt lớp vi tính, để chúng ta đánh giá thêm là các cái hình thái, cái mức độ, cái dạng tổn thương, và để tránh bỏ sót của tổn thương ở trên 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 thăm khám lâm sàng hay là trên chụp X quang. Thế thì dựa trên cái đặc điểm về độ nhạy, độ đặc hiệu này nó tốt như vậy, nên là một số nơi, ở một số nước người ta thậm chí còn thường xuyên sử dụng chụp CT hơn thay vì người ta chụp X quang. Và những bệnh nhân bị chấn thương, những người mà có nguy cơ mà chấn thương cột sống cổ cao, ở trong cái đối tượng
đối tượng của những cái người bệnh có nguy cơ chấn thương cổ cao, người ta thậm chí người ta sử dụng cắt lớp luôn thay vì X quang. Tuy nhiên hiện nay cái phổ biến và cái thường gặp nhất là chúng ta vẫn phải sử dụng cái X quang là cái thường quy, là cái đầu tiên. Về mặt cộng hưởng từ thì chúng ta sẽ đánh giá cái gì qua cộng hưởng từ? Chúng ta sẽ đánh giá cái xác định cái nguyên nhân và cái mức độ chèn ép thần kinh, chèn ép tủy, và chúng ta đánh giá cái tổn thương về mặt tủy sống có vấn đề gì hay không, có bị đụng dập, có phù nề gì hay không, hay đĩa đệm, cấu trúc đĩa đệm có còn nguyên vẹn hay không, hay là rách đứt ngang qua đĩa đệm, hoặc là cái cấu trúc dây chằng, đặc biệt là cấu trúc phức hợp dây chằng phía sau, thì chúng ta sẽ đánh giá qua cái trên cái phim cộng hưởng từ. Thì cái phim cộng hưởng từ này nó có một cái hạn chế, đó là cái phân tích tổn thương xương nó kém, và nó sẽ không tiến hành khảo sát được trên những bệnh nhân mà có dị vật kim loại trong cơ thể. Đó là một cái số hạn chế. Một số những trường hợp bệnh nhân có kim loại ở trong người thì sẽ không thể đánh giá được, khó đánh giá được bằng cái phim chụp cộng hưởng từ. Và thời gian chụp kéo dài nên nên có một số hạn chế trong việc tiến hành chụp cấp cứu. Về mặt phân loại thì có rất nhiều phân loại khác nhau về về đối với chấn thương cột sống cổ đã được nghiên cứu và đã được báo cáo trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên có bốn cái phân loại mà chúng ta thường gặp và thường sử dụng nhất. Đó là thứ nhất là phân loại của Allen và Ferguson và cộng sự năm 1982. Thứ hai là cái phân loại theo thuyết ba cột trụ của Dennis năm 1983, và phân loại của Eslick năm 2007, và cái mới nhất đây là phân loại của AO năm 2015. Thì đấy là một cái số phân loại. Trong số các phân loại này thì hiện tại cái phân loại dùng phổ biến nhất và có ý nghĩa trong thời lâm sàng nhiều nhất, đây là cái phân loại của theo Eslick, phân loại Eslick năm 2007. Thì thứ nhất là phân loại của Allen và cộng sự, Allen Ferguson và cộng sự năm 1982, thì như tôi đã trình bày ở phía phần đầu, thì nó sẽ đánh giá dựa trên X quang và với 6 cơ chế chấn thương. Tuy nhiên là cái phân loại này thì nó đánh giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái tổn thương, tuy nhiên nó không đưa ra được cái hướng điều trị tiếp theo tương xứng với cái mỗi loại chấn thương này, thì chúng ta sẽ quyết định lựa chọn theo phương án điều trị như thế nào. Thì cái phân loại này sẽ không không đưa ra được cái hướng điều trị, mà chúng ta chỉ đánh giá được cái mức độ tổn thương, mức độ nghiêm trọng của cái tổn thương ở trên 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 phân loại thôi, chứ không đánh giá được hướng điều trị. Thì nó gặp một số khó khăn trong cái việc thực hành lâm sàng khi mà ra quyết định về hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân, nên là chủ yếu áp dụng trong trường hợp chúng ta đánh giá cái mức độ tổn thương và đánh giá để chúng ta xếp loại, phân loại. Còn về mặt đưa ra định hướng điều trị thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một cái phân loại khác đó là cái phân loại theo thuyết ba cột trụ của Dennis năm 1983. Thì cái phân loại này thì sẽ chia ra làm ba cái cột trụ như chúng ta biết. Cột trụ trước bao gồm có dây chằng dọc trước, 2/3 trước thân đốt sống và đĩa đệm. Cột trụ giữa là tính từ 1/3 sau thân đốt sống, dây chằng dọc sau và đĩa đệm. Và cột trụ sau là bao gồm các cung đốt sống, dây chằng bao khớp liên quan. Thế thì một cái tổn thương mất vững cần phải can thiệp phẫu thuật khi mà tổn thương 2/3 cột trụ hoặc tổn thương cột trụ giữa. Thế thì cái phân loại này thì nó sẽ áp dụng phổ biến đối với, như chúng ta biết, là áp dụng phổ biến đối với chấn thương cột sống ngực, thắt lưng. Thế còn đối với chấn thương cột sống sống cổ thì nó có một số cái hạn chế, bởi vì cột sống cổ cái cấu trúc về xương nó nhỏ, và thứ hai nữa là hệ thống dây chằng và đĩa đệm nó rất là phức tạp và liên quan với nhau mật thiết đến 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 cấu trúc và cái độ vững của cái cột sống cổ. Do đó cái phân loại này thì trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng ít khi áp dụng đối với chấn thương cột sống cổ thấp. Thế thì chúng ta chủ yếu áp dụng đối với phân loại để đánh giá đối với chấn thương cột sống ngực và thắt lưng, nơi mà cái cấu trúc xương và cái cấu trúc chịu lực chính ở ở vùng ngực và thắt lưng đấy là cấu trúc về về xương, thì chúng ta sẽ đánh giá được tốt hơn. Về phân loại của Eslick, phân loại theo Eslick năm 2007,
Đây là một phân loại của cái nhóm nghiên cứu chấn thương cột sống. Nó do đó là Alexander Vaccaro và cộng sự đã nghiên cứu và báo cáo và thống kê và đưa ra cái phân loại SLIC này vào năm 2007. Thế thì nó sẽ dựa trên ba cái đặc điểm. Đặc điểm về mặt hình thái tổn thương, thứ hai nữa là đánh giá về mặt tính toàn vẹn của phức hợp dây chằng đĩa đệm, và thứ ba là đánh giá về các đặc điểm về tổn thương thần kinh. Thì từ ba cái đặc điểm này thì các tác giả cũng chia ra ra làm các cái mức độ và cái điểm khác nhau và tính điểm để cho cái chỉ định về mặt ra quyết định điều trị. Thế thì về mặt hình thái tổn thương thì nó sẽ chia ra làm bốn cái mức độ, là từ 0 đến 4 điểm, trong đó 0 là không gãy, đã tổn thương ở trên 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 các lớp. Tổn thương hình thái tổn thương thứ hai là hình lún hình trên là 1 điểm, tổn thương có mảnh rời burst fracture là 2 điểm, và tổn thương giãn là 3 điểm. Và trong đó cái tổn thương nặng nhất, tổn thương nhiều nhất là tổn thương trật xoay thì là tính là 4 điểm. Cái đặc điểm thứ hai là tính toàn vẹn về mặt phức hợp dây chằng đĩa đệm, chúng ta đánh giá qua trên phim cộng hưởng từ. Thế thì nó sẽ chia có từ 0 đến 2 điểm, trong đó 0 điểm là không có tổn thương gì cả, không thấy thay đổi tín hiệu gì trên phim cộng hưởng từ. 1 điểm khi mà chúng ta nghi ngờ có thay đổi hoặc biến đổi về mặt tín hiệu ở trong cái phức hợp dây chằng đĩa đệm phía sau. Còn 2 điểm là có đụng đụng giật hoặc là rách dây chằng đĩa đệm trên phim cộng hưởng từ. Cái đặc điểm thứ ba đấy là đặc điểm đánh giá về mặt tổn thương thần kinh ở trên trong quá trình tham khảo lâm sàng. 0 điểm khi mà không có tổn thương về mặt thần kinh, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh gì trên lâm sàng. 1 điểm khi mà có tổn thương triệu chứng, tổn thương dễ, và 2 điểm khi mà tổn thương tủy hoàn toàn. 3 điểm là tổn thương tủy không hoàn toàn và thêm 1 điểm nữa khi mà tổn thương thần kinh tiến triển. Thế thì dựa trên ba các đặc điểm này chúng ta sẽ chấm điểm, chúng ta đánh giá để chúng ta ra quyết định điều trị. Và cái lựa chọn điều trị như nào thì thuộc vào cái mức độ điểm mà chúng ta tính được. Thế thì người ta cũng thống kê, người ta nghiên cứu và đánh giá là người ta đưa ra cái khuyến cáo đã là gì, với những trường hợp mà dưới 4 điểm thì là chỉ định điều trị bảo tồn không phẫu thuật, những trường hợp mà trên 4 điểm thì là chỉ định phẫu thuật tổn thương mất vững, và với những trường hợp mà 4 điểm thì cân nhắc có thể quyết định phẫu thuật hoặc không phẫu thuật tùy thuộc vào từng từng trường hợp cụ thể. Thế thì nó có những cái thang điểm này, là cái thang điểm mà nó có một cái số những cái hạn chế sau này người ta nghiên cứu, người ta đánh giá, đó là thứ nhất là cái nó có giới hạn về một số đánh giá cái hình thái tổn thương. Đánh giá hình thái tổn thương ở trên theo cái phân loại như thế này thì người ta nhận thấy rằng có nhiều cái tổn thương nó còn phức tạp hơn 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 như này rất là nhiều, và cái độ tin cậy nó thấp hơn, và nhiều tổn thương phức tạp chúng ta không đánh giá được hết. Do đó là cái đại diện mà cái phân loại theo hình thái tổn thương này nó không đại diện cho đầy đủ hết tất cả các loại tổn thương hình thái trong thực hành lâm sàng. Thứ hai nữa là đánh giá trên phim cộng từ thì trong một số cái nghiên cứu người ta đánh giá rằng là cái đối với một số trường hợp người ta đánh giá trên CT cái độ tin cậy còn thậm chí còn cao hơn cả cái CT kết hợp với cộng từ, thì người ta nhận thấy rằng cái mức độ tin cậy nó cao hơn, đâm ra là cái nó một cái hạn chế chúng ta cần cần phải cân nhắc trong quá trình sử dụng cái phân loại SLIC này. Và một cái hạn chế thứ ba đấy là gì, với những trường hợp mà SLIC là 4 điểm, là những trường hợp mà cân nhắc phẫu thuật, thế thì cân nhắc phẫu thuật này là như thế nào và chúng ta sẽ áp dụng như nào, ra sao chúng ta quyết định mổ hay không mổ, thì cái này nó sẽ có hạn chế là chúng ta trong tình lâm sàng thì chúng ta mổ hay không mổ, người thì bảo mổ, người thì bảo không mổ, thế thì nó sẽ không rõ ràng và nó sẽ không thống nhất giữa các cái phẫu thuật viên và những các bác sĩ thực hành lâm sàng, thế thì nó sẽ khó khăn trong cái việc ra quyết định điều trị. Đây ví dụ như trong cái bảng này tôi đưa lên đây là nó có một loạt các cái danh nằm trong ranh giới giữa bốn, nằm trong 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 thang điểm 4 điểm, chúng ta ra quyết định điều trị như thế nào. Đó thì nó sẽ rất là khó khăn khi mà chúng ta thực hành lâm sàng sử dụng cái thang điểm SLIC cho những cái tổn thương mà nó trong cái ranh giới giữa phẫu thuật và không phẫu thuật. Đó, thì nó sẽ có hạn chế như vậy.
Và chính vì từ những cái hạn chế, một số cái hạn chế, ba cái hạn chế mà tôi đã nói, nên là hiện nay người ta đã đang nghiên cứu ra một những cái phân loại mới hơn, cập nhật hơn và đánh giá đầy đủ chi tiết hơn, để hướng dẫn, để đánh giá đầy đủ cái tổn thương, để hướng dẫn trong quyết định, trong cái việc ra quyết định điều trị như nào cho phù hợp. Thế thì hiện nay thì cái AOSPY này, người ta đang nghiên cứu, người ta đang đưa ra một cái phân loại mới nhất và cập nhật nhất hiện tại bây giờ, đây là phân loại của theo AOSPY năm 2015. Thì cái phân loại vấn đề này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, và trong tương lai chắc người ta sẽ đưa ra những cái thang điểm, những cái điểm mức độ, cái quy về điểm cho nó thống nhất và toàn vẹn hơn, và nó cùng kết hợp với lại cả toàn bộ cuộc sống, người ta sẽ thống nhất và người ta sẽ tính ra những cái điểm chung, có những cách thức chung cho đối với lại toàn bộ cuộc sống, chứ không phải riêng gì đối với cuộc sống của thấp. Thế thì cái phân loại hiện nay, cái phân loại cập nhật mới nhất là phân loại của AU năm 2015, thì nó sẽ dựa trên cái cấu trúc của hai cột trụ trước, cột trụ sau, với ba cái lực tác động là lực nén, lực giãn và lực xoay. Và cái phân loại của AU này sẽ dựa trên việc mô tả hình thái tổn thương, cơ chế chấn thương, và nó sẽ thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các bác sĩ. Thế còn cái việc mà ra quyết định điều trị thì đang được tính điểm, đang được nghiên cứu để tính điểm sao cho nó xác thực nhất. Tuy nhiên là cái hệ thống phân loại này khá là phức tạp và đang trong quá trình được chuẩn hóa tính điểm. Hy vọng là trong tương lai thì các nhà nghiên cứu sẽ cho một cái cách tính điểm, hoặc cách xác định, hoặc là cách chấm điểm nó đơn giản và dễ áp dụng hơn trong thực hành lâm sàng. Thế thì tôi xin giới thiệu sơ bộ về cái phân loại của AU năm 2015. Thì AU chia ra làm ba cái típ tổn thương đối với chấn thương cột sống cổ thấp này, ABC. Trong đó A là cái tổn thương nén, những cái dạng tổn thương nén, B là tổn thương giãn, và C là những tổn thương chật và xoay. Và có một kèm theo đấy là cái nhóm phụ, nhóm phụ là nhóm tổn thương về mặt khớp, tổn thương về facet, là nhóm phụ. Trong đó cái tổn thương về mặt típ A là những tổn thương nén, về mặt cơ chế là do cái lực nén ép gây tổn thương ở thân đốt sống này, hoặc là cấu trúc ở phía sau, ví dụ như là gai sau hoặc mảnh sống, thì nó sẽ chia ra từ A0 cho đến A4. A0 là các cái tổn thương nhỏ, vỡ mảnh sống hay gãy gai sau. A1 là vỡ nén một mặt đĩa, không có tổn thương cấu trúc phía sau phối hợp. A2 là vỡ tách thân đốt sống theo chiều đứng ngang. Và A3 là vỡ vụn thân đốt sống trên một mặt đĩa, và A4 là vỡ vụn thân đốt sống trên cả hai mặt đĩa, hoặc là vỡ tách theo chiều đứng dọc. Đấy là tip A. Tip B đấy là tổn thương do lực căng giãn, có thể từ phía trước hoặc từ phía sau, chia ra làm từ B1 cho đến B3. B1 là gãy từ trước ra sau và chỉ qua ở phần xương. B2 thì là gãy đường gãy từ phía trước ra sau và đi qua gian đĩa và dây chằng. Và B3 là đường gãy nằm ở cột trước, ở thân đốt sống hoặc đĩa, và cột sau thì không bị đứt. Đó là tip B. Thế còn tip C là tip về chật đốt sống, chật hoặc xoay. Và cái nhóm phụ là nhóm vỡ diện khớp, thì có thể vỡ một bên hoặc vỡ hai bên, hoặc là di lệch tùy thuộc vào mức độ khác nhau từ 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 F1 cho đến F4. Đó, đây đó là cái thang điểm phân loại của AVO năm 2015 dựa trên 3 tít. Đây, trên cái sơ đồ này là cái sơ đồ mà họ cũng định hướng cho cái việc chúng ta đánh giá cái tổn thương chúng ta xếp cái loại nào. Thứ nhất là chúng ta bắt đầu bằng cái việc là chúng ta xác định xem là cái tổn thương này nó có chật hay xoay gì hay không. Nếu có thì sang cái loại C. Nếu không có thì nó sẽ chúng ta cần xác định xem là nó có tổn thương dạng căng giãn gì hay không. Nếu có căng giãn là phía trước thì nó là loại B3, nếu ở phía sau thì là cái B1, B2. Nếu mà không có cái tổn thương về mặt căng giãn này thì xác định xem là có cái tổn thương vỡ ở thân đốt sống hay không. Nếu có thì chúng ta đánh giá xem là
cái tường sau, cái phức hợp phía sau thì có liên quan gì không. Nếu mà có tổn thương liên quan cả Mplate thì xếp loại A3, A4 này. Nếu mà không, nhưng mà có cả tổn thương cả cái Mplate này thì nó sẽ, tức là đĩa đệm ấy, thì nó sẽ liên quan đến 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 từ A1 đến A2. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà không có tổn thương về mặt là vỡ thân đốt sống, vỡ thân đốt sống thì nó có thể là không tổn thương, hoặc là có tổn thương ở mức A0. Và có một cái số điều chỉnh người ta cũng đưa ra, nên là tổn điều chỉnh người ta đánh giá là đưa ra một số điều chỉnh về mặt tổn thương thần kinh, một số những cái điều chỉnh liên quan đến cái tình trạng toàn thân kèm theo, ví dụ như một số cái yếu tố nguy cơ về người cao tuổi có bệnh lý nền phối hợp, hay là những trường hợp mà có tổn thương bất thường về động mạch đốt sống rồi. Đây những cái điều chỉnh đấy, thì những cái này là những cái này sau này người ta sẽ đưa ra để người ta tính điểm trong này, và những cái điều chỉnh này người ta sẽ căn cứ vào những cái điều chỉnh, những cái thay đổi này để chúng ta quyết định xem là với những cái điều chỉnh này nó có thêm điểm gì hay không, để chúng ta ra quyết định điều trị là có phẫu thuật hay không phẫu thuật. Đó thì hiện nay thì mới chỉ dừng ở mức độ phân chia ra là phân loại ra làm các cái loại tổn thương theo 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 như thế này. Thế còn để mà cách tính điểm cụ thể chi tiết để định hướng cho việc điều trị thì AO vẫn đang trong quá trình nghiên cứu để nó sát và phù hợp nhất với thực tiễn lâm sàng, và để thống nhất với lại toàn bộ các cái cấu trúc, các cái phần khác nhau của cuộc sống khác nữa. Thì với cuộc sống ngực và cuộc sống thắt lưng cũng có những cái phân loại mới của AO năm 2015, người ta cũng sẽ phân loại và có những cái điều chỉnh như thế này. Thế thì hy vọng trong tương lai không xa, người ta sẽ có những cái khuyến cáo và những cái cách tính điểm cụ thể để hướng dẫn chúng ta trong quá trình thực hành lâm sàng. Về một số các tổn thương đặc biệt khác, như là chật cài diện khớp một bên, hay còn gọi là facet lock. Thế thì với cơ chế là cơ chế gập giãn kết hợp với xoay, và triệu chứng chủ yếu là ở đây gặp phải chủ yếu là triệu chứng đau cổ là chính. Và có đến 70% những trường hợp mà có triệu chứng dễ, 10% chỉ có 10% những trường hợp mà có triệu chứng tủy. Và chúng ta có thể thấy trên dấu hiệu trên X quang, người ta gọi là dấu hiệu thắt nơ trên X quang, đó là dấu hiệu chật cài diện khớp một khiêm, chúng ta có thể đánh giá được trên phim X quang nghiêng. Chúng ta đánh giá một cái tổn thương khác, đó là tổn thương chật cài diện khớp hai bên. Tổn thương này thì thường là kèm theo chật thân đốt sống ít nhất 50% chật ra trước, và thường kèm theo tổn thương tủy, thường là liệt tứ chi. Và cái tổn thương chật cài diện khớp hai bên này là khá là nặng, và 10 đến 40% những trường hợp mà có thoát vị vào trong ống sống kèm theo, khi mà cái tình trạng chật này gây ra phá hủy đĩa đệm và gây ra di trú cái khối thoát vị vào trong ống sống gây tổn thương thần kinh. Thì những cái tổn thương về chật cài diện khớp hai bên như này là những tổn thương khá là nặng. Một cái tổn thương khác nữa đó là tổn thương về vỡ khối bên, thì thường liên quan đến vỡ cuống và cung sau, là cái vị trí tiếp giáp giữa cái khối bên và cuống cung sau, với cơ chế là cơ chế ưỡn hoặc là gập lệch bên, nó sẽ gây ra ép gập gây tổn thương vào cái khối bên. Một cái phần mà khá là quan trọng đối với các cái thầy thuốc hoặc là trong các bác sĩ chúng ta trong thực hành lâm sàng, đó là chúng ta cái chiến lược điều trị chúng ta như thế nào, chúng ta sơ cứu như thế nào, chúng ta điều trị thực thụ ra làm sao, chúng ta ra quyết định lâm sàng với từng trường hợp cụ thể như thế nào. Thì chúng ta cần có một kế hoạch và chúng ta phải có một cái chiến lược chúng ta đánh giá để áp dụng tốt và thống nhất trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì đây là một cái mà chúng ta sẽ rất phải lưu tâm lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng, và hy vọng nó sẽ có những cái đóng góp cho các anh chị và các bạn những cái kiến thức về mặt chiến lược điều trị trong quá trình thực hành lâm sàng đối với chấn thương cột sống cổ thấp. Thế thì mục tiêu điều trị của chúng ta trong quá trình thực hành lâm sàng đó là chúng ta cần phải phòng ngừa được cái tổn thương tủy nặng hơn, hạn chế các cái tổn thương thứ phát có thể gây xảy ra. Mục tiêu thứ hai là chúng ta phải nắn chỉnh và cố định được các cái tổn thương mất vững cột sống, với những trường hợp mà mất vững cột sống chúng ta phải phải làm vững được cột sống, phòng ngừa các cái biến chứng của liệt tủy như là
viêm phổi nhiễm trùng hết thì nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái việc mà chúng ta có kế hoạch điều trị nội ngoại hay ngoại khoa và kết hợp với phục hồi chức năng. Mục tiêu điều trị thứ tư đó là hồi phục chức năng sớm, tức là vật lý trị liệu tập phục chức năng rất sớm để hồi phục và tái hòa nhập cho người bệnh sớm nhất có thể. Thế thì về mặt mức độ điều trị thì nó sẽ chia ra làm hai cái mức độ điều trị, mức độ xử lý cấp cứu sơ cứu và xử lý điều trị thực tụ. Thế thì về mặt xử lý cấp cứu sơ cứu thì nó sẽ rất thiết thực với chúng ta trong quá trình lâm sàng, đặc biệt là với các quý anh chị đồng nghiệp ở cái tuyến cơ sở. Chúng ta là những người mà chúng ta trực tiếp tiếp xúc với người bệnh sớm nhất khi người bệnh vào đến cơ sở y tế chúng ta, thì cái việc mà chúng ta xử lý cấp cứu sơ cứu chúng ta hết sức quan trọng và cần thiết với người bệnh. Và nếu chúng ta làm đúng và làm tốt thì cái việc hiệu quả đối với người bệnh sẽ đạt được rất là cao. Nếu mà chúng ta làm sai thì nó sẽ nguy cơ gây tổn thương thứ phát và nguy cơ làm nặng hơn cho người bệnh rất là nhiều. Thế thì cái mục tiêu trong quá trình chúng ta xử lý cấp cứu sơ cứu cho người bệnh, chúng ta sẽ phải đạt được một số mục tiêu. Đó là đảm bảo các dấu hiệu sinh tồn, tìm phát hiện các cái tổn thương, phối hợp có thể tổn thương ở ở đầu ngực hoặc là những cái xương dài, hoặc là chúng ta phải đánh giá và phát hiện được có chấn thương cột sống cổ hay không. Và nó chỉ đơn thuần là cột sống chấn thương tại cột sống cổ hay là có tổn thương cột sống ở các cái vị trí khác nữa, ví dụ như cột sống ngực thắt lưng có bị tổn thương hay không. Chúng ta cũng phải đánh giá được cái tình trạng thần kinh của bệnh nhân, đánh giá sơ bộ xem là bệnh nhân mức độ tổn thương thần kinh như thế nào, có liệt hay không, và liệt ở các mức độ như nào. Chúng ta có bước sơ bộ để chúng ta đánh giá cái tình trạng thần kinh để chúng ta có cái định hướng trong quá trình thực hành lâm sàng. Quản lý việc sử dụng steroid này khá là quan trọng trong quá trình thực hành lâm sàng, đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta xử lý cấp cứu sơ cứu trong những thời gian đầu sau khi chấn thương, đặc biệt là trong vòng 8 giờ đầu sau chấn thương. Thì việc quản lý và sử dụng steroid khá là quan trọng, và lát nữa tôi sẽ trao đổi về cái phần quản lý sử dụng steroid. Cái mục tiêu khác nữa là chúng ta phải chỉ định chụp phim hình ảnh cho nó phù hợp, tránh chụp không đúng vị trí, tránh bỏ sót tổn thương và tránh chỉ định thừa chỉ định rộng rãi quá. Và cái mục tiêu khác nữa đó là mục tiêu chúng ta phải giảm được cái di lệch, tức là cái tổn thương di lệch về xương, tổn thương tứ phát này. Trong quá trình chúng ta sơ cứu cấp cứu, chúng ta nếu mà làm đúng thì chúng ta sẽ không gây ra những cái này, nhưng mà nếu chúng ta sơ cứu sai hoặc là chúng ta cấp cứu sai thì hoàn toàn có thể là sẽ gây ra di lệch thêm những cái di lệch về về cấu trúc xương hay là những cấu trúc về khớp, thì chúng ta phải hết sức lưu ý trong quá trình sơ cấp cứu. Về bất động cột sống cổ thì chúng ta cần sau khi xác định chúng ta cần phải nẹp nẹp cổ bằng, chúng ta có thể dùng nẹp cô lê cột sống cổ cứng này, hoặc là bất kỳ cái phương tiện nào sẵn có, đặc biệt là những trường hợp mà đối với thực hành lâm sàng chúng ta gặp ở ngay các cái hiện trường mà xảy ra tai nạn, chúng ta có thể không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn các nẹp cổ này, thì chúng ta có thể vận động. Nếu mà chúng ta người bệnh có cái dấu hiệu gợi ý của cái chấn thương cột sống cổ thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cái phương tiện nào sẵn có, ví dụ như cái bao cát hoặc là những cái khăn đặt ở cạnh hai bên này. Đó, thì những cái trường hợp, đối với những trường hợp mà chấn thương ngay sau những cái tác động thì nó có đến 3 đến 25% mà có chấn thương cột sống cổ phát sinh sau những cái tác động ban đầu. Chúng ta phải hết sức lưu ý, nếu mà chúng ta sơ cứu mà chúng ta bất động đúng thì nó sẽ giảm thiểu tối đa cái nguy cơ mà cái tổn thương thứ phát đối với chấn thương cột sống cổ. Thế thì chúng ta sẽ phải cố định là làm sao chúng ta phải đảm bảo cái tư thế sinh lý của cột sống cổ là tư thế cột sống cổ nằm trên một trục dọc với cột sống ngực của cột sống thắt lưng đó. Thì cái này thì chúng ta phải hết sức lưu ý, nếu mà chúng ta cố định sai, chúng ta đặt sai nó cũng có thể dẫn đến di lệch thứ phát và gây ra tổn thương di lệch xương hoặc là tổn thương thần kinh thứ phát. Về hồi sức thì chúng ta cần phải thở oxy hỗ trợ hô hấp nếu mà có liệt cơ hô hấp kèm theo, và cần phải đảm bảo huyết động là truyền dịch hoặc vận mạch nếu cần thiết. Có thể chúng ta sử dụng dopamine hoặc là dobutamine, hoặc là những trường hợp mà nhịp tim mà chậm thì có thể được điều chỉnh bằng atropine tĩnh mạch, đường tĩnh mạch. Sơ cứu chúng ta cũng cần phải phát hiện được các cái tổn thương ở ở
chấn thương ở đầu có kèm theo hay không, ở ngực, ở xương dày có kèm theo hay không, thì có đến trong các nghiên cứu người ta thấy rằng có 47% các cái trường hợp mà có các chấn thương khác kèm theo đối với chấn thương của xương cổ, và 27% những trường hợp mà có chấn thương ngực, 26% trường hợp gãy xương sườn, xương ngực, xương đòn, xương bả vai, xương hàm dưới kèm theo chấn thương của xương cổ. Thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta sơ cứu chúng ta phải lưu ý cả, chúng ta phát hiện cả những cái tổn thương khác có thể ảnh hưởng đến cái toàn trạng của người bệnh. Đối với những chấn thương cột sống cổ, trước khi chúng ta thăm khám, chúng ta phát hiện, chúng ta sơ cứu cấp cứu, thì chúng ta phải lưu ý như độ nhạy khám trên lâm sàng tôi đã nói này, và phía trước đó là cái độ nhạy khi mà chúng ta thăm khám lâm sàng nó chỉ phát hiện là khoảng 77%, và trong đó có đến 30% trường hợp bỏ sót, và 29% trong đó tiến triển thành các cái tổn thương thần kinh thứ phát. Thì đây là cái chúng ta phải hết sức lưu ý trong quá trình thăm khám lâm sàng, và đặc biệt là trong quá trình xử lý cấp cứu, sơ cứu mà chúng ta bỏ sót thì nó sẽ gây ra những tổn thương thứ phát. Những tổn thương thứ phát nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến với người bệnh, thì chúng ta phải lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng. Một cái phát hiện khác nữa trong quá trình xử lý sơ cứu cấp cứu là chúng ta phải phát hiện được chấn thương cột sống tại các cái vị trí khác. Thì có đến 15 đến 20% những trường hợp mà chấn thương cột sống cổ kèm theo có chấn thương ở các cái vị trí khác như ngực hoặc thắt lưng. Thế thì chúng ta cũng, trong quá trình chúng ta sơ cứu xử lý, chúng ta phải hết sức lưu ý để tránh bỏ sót những tổn thương này. Tổn thương này nó cũng sẽ làm nặng thêm cái toàn trạng, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng thần kinh của người bệnh. Và một cái đánh giá nữa đây này, nó là chúng ta phải đánh giá cái tình trạng tổn thương thần kinh, xem là một người bệnh có liệt hay không, mức độ như thế nào, và liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn, để chúng ta có cái định hướng về mặt sơ bộ, về mặt cái định hướng để chúng ta quyết định những cái hướng điều trị tiếp theo. Về liệu pháp sử dụng corticoid, thế thì trong những cái phác đồ mà chúng ta vẫn hay thường hay sử dụng, đó là gì? Đó là cái liều mà chúng ta dùng hay dùng trong cấp cứu đối với chấn thương cột sống có liệt, có tổn thương tủy. Đó là liều bolus 30 mg/kg trong 1 giờ đầu tiên, và sau đó chuyển tĩnh mạch 5,4 mg/kg/giờ. Và người ta khuyến cáo rằng nếu mà bệnh nhân đến trước 3 giờ sau chấn thương thì chúng ta sẽ phải sử dụng corticoid trong vòng 24 giờ, thì nó sẽ có hiệu quả tốt trong việc cải thiện chức năng thần kinh. Còn những trường hợp mà bệnh nhân đến trong vòng từ 3 đến 8 giờ sau chấn thương thì chúng ta sẽ phải nên sử dụng corticoid trong vòng 48 tiếng. Và nếu bệnh nhân đến sau 8 tiếng thì cái việc sử dụng corticoid nó không còn hiệu quả nữa, và chúng ta thông thường không sử dụng corticoid. Thế thì trong cái nghiên cứu ở bên cạnh tôi đưa ra đây là một cái nghiên cứu về đánh giá về mặt cải thiện ở cái việc sử dụng methylprednisolone, đánh giá sau 1 năm. Người ta đánh giá chia ra làm các cái nhóm nhóm điều trị với 48 giờ, 24 giờ và 48 giờ. Người ta cũng chia ra làm những trường hợp bệnh nhân đến đến trước 3 giờ, những trường hợp bệnh nhân đến trong vòng 3 đến 8 giờ, và những trường hợp đến sau 8 tiếng, thì người ta nhận thấy rằng cái việc đối với những trường hợp mà bệnh nhân đến sau sau 6 tiếng à, sau 8 tiếng, thì cái việc các cái triệu chứng, những cái thay đổi khi mà chúng ta sử dụng methylprednisolone này, nó không cải thiện gì cả so với những việc là có sử dụng hay không sử dụng. Thế còn những trường hợp mà đến trước 3 giờ thì nó sẽ có hiệu quả thay đổi, cải thiện vận động và chức năng thần kinh sau 1 năm, tốt nhất là trong cái nhóm mà sử dụng corticoid trong 24 giờ. Thế còn trong cái nhóm mà sử dụng trong cái nhóm mà một người bệnh mà đến từ 3 đến 8 tiếng, thì đang nhận thấy rằng là sử dụng trong vòng 48 tiếng thì nó sẽ có hiệu quả cải thiện tốt hơn, đánh giá sau 1 năm theo dõi. Thế thì hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng theo cái phác đồ này. Tuy nhiên là trong thời lâm sàng thì việc sử dụng corticoid vẫn khá là phổ biến dựa trên các cái tác dụng bảo vệ thần kinh, và một số các cái đánh giá người ta
nhận thấy và cái nguy cơ rủi ro, nên là hiện nay trong thực hành lâm sàng chúng ta vẫn vẫn thường xuyên sử dụng corticoid trong quá trình thực hành lâm sàng, đặc biệt những trường hợp bệnh nhân có liệt tủy. Thế thì cái này thì hiện nay thì ở trên bệnh viện của chúng tôi hiện nay cũng vẫn đang sử dụng corticoid, thậm chí cả với những trường hợp mà bệnh nhân đến sau khi chấn thương sau 8 tiếng, chúng tôi vẫn sử dụng corticoid. Đấy, mặc dù là không, chúng ta cần phải có những nghiên cứu, như nghiên cứu của trên thế giới người ta đánh giá thì nó sẽ rõ và cụ thể hơn. Thế còn tuy nhiên là trong thời lâm sàng thì chúng ta vẫn cân nhắc sử dụng corticoid. Còn sử dụng như thế nào và đánh giá, chúng ta có thể chia đánh giá mức độ theo giờ, theo các nghiên cứu và theo khuyến cáo người ta đang sử dụng ở trên đây, là trước 3 giờ thì sử dụng trong vòng 24 tiếng. Còn từ 3, bệnh nhân đến sau chấn thương từ 3 đến 8 giờ thì sử dụng trong vòng 48 tiếng, và bệnh nhân đến sau 8 tiếng thì chúng ta có thể cân nhắc không sử dụng corticoid. Thì đấy là về mặt điều trị với liệu pháp corticoid. Về mặt điều trị thực thụ thì nó sẽ chia ra làm chúng ta có mổ hay không mổ, điều trị nội hay là phẫu thuật. Thế thì điều trị thực thụ, điều trị về mặt không phẫu thuật, điều trị bảo tồn thì nó sẽ được chỉ định trong những trường hợp mà tổn thương cột sống cổ, cái chấn thương cột sống cổ mà vững, quan điểm S-leg là dưới 4 điểm. Những bệnh nhân mà không có chống, bệnh nhân mà có chống chỉ định đối với phẫu thuật đó, thì chúng ta sẽ sử dụng điều trị không phẫu thuật, điều trị nội khoa bằng các cái biện pháp ví dụ như là sử dụng nẹp cổ cứng, kéo khung gác nơ. Cái khung gác nơ này thì hiện tại một số nơi vẫn dùng, nhưng mà ở Việt Nam thì tôi thấy khá là hiếm, rất ít trường hợp, vì nó gây ra bất tiện mà mình người bệnh mình nằm một chỗ rồi chúng ta phải khoan găm cái ghim vào trong hộp sọ. Thì hiện nay cái khung kéo khung gác nơ này, này trong thời lâm sàng thì rất ít khi sử dụng. Rồi khung halovec thì chủ yếu là bệnh viện tuyến trên, nhưng tuyến dưới thì không không có mấy khi sử dụng cái khung halovec này. Và hiện nay chúng ta sử dụng cái khung halovec này người bệnh cũng phải trả tiền, do đó là trong quá trình thời lâm sàng là có một số phương pháp hiện nay đang sử dụng phổ biến nhất, đây là cái nẹp cổ cứng và halovec. Còn cái khung 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 gác nơ này thì hiện nay thì rất hiếm. Về mặt điều trị phẫu thuật thì được chỉ định đặt ra trong những trường hợp mà có mất vững cột sống cổ, đây là cái chỉ định chính của cái phẫu thuật. Đối với lại chấn thương cột sống cổ là nó mất vững cột sống cổ, chúng ta cần phải làm vững và làm chắc cột sống cổ. Những trường hợp mà S-leg trên 4 điểm và những trường hợp mà có tổn thương chèn ép về mặt thần kinh đó là những cái ba cái chỉ định chính của cái phẫu thuật. Trong đó cái chỉ định mất vững là chỉ định cao nhất, chỉ định nhiều nhất của cái điều trị, lựa chọn điều trị phẫu thuật đối với chấn thương cột sống cổ. Về mặt thời điểm phẫu thuật thì chúng ta sẽ lựa chọn thời điểm phẫu thuật như nào, thì chúng ta bao giờ thì chúng ta mổ, đặc biệt là những trường hợp mà ví dụ như là bệnh nhân mà có tổn thương thần kinh liệt tủy không hoàn toàn thì, hoặc là liệt tủy hoàn toàn thì chúng ta bao giờ chúng ta phẫu thuật, hay là chúng ta chờ đợi bệnh nhân nó bớt phù thủy thì chúng ta mới phẫu thuật. Đó thì cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đến việc ra quyết định trong quá trình thực hành lâm sàng, thì đó cũng là một cái nó sẽ hết sức có ý nghĩa mà khi mà chúng ta đánh giá trong thời lâm sàng, chúng ta nghiên cứu trong thời lâm sàng thì người ta cũng tất cả những cái vấn đề này trên thế giới người ta cũng đã nghiên cứu rồi, và người ta chia ra làm các cái mức độ về việc ra quyết định điều trị phẫu thuật. Đó là chúng ta phẫu thuật trong vòng 24 giờ đầu sau chấn thương, hay là từ 24 cho đến 36 giờ đầu chấn thương, hay là 36 giờ đầu, thì người ta chia ra làm ba cái mức độ này chúng ta đánh giá, mà người ta sẽ nghiên cứu người ta nhận thấy rằng cái nó có những cái thay đổi ở cái ba cái mức độ này khi mà chúng ta ra quyết định lựa chọn điều trị phẫu thuật, nó ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị khác nhau. Đây là một cái nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet Lancet năm 2020 đó, khi mà cái nhóm nghiên cứu trên hơn 1.000 người, 1.548 người bệnh
người ta sẽ chia ra là người bệnh về chấn thương cột sống cổ từ năm 20 à, từ năm 1991 cho đến năm 2017 trên tạp chí Lancet. Người ta chia ra làm các cái mức độ can thiệp điều trị phẫu thuật khác nhau, tức là thời điểm lựa chọn phẫu thuật khác nhau ở trên người bệnh khác nhau, và người ta đánh giá cái mức độ hồi phục, so sánh mức độ hồi phục, đánh giá mức độ hồi phục ở trên các cái nhóm này như thay đổi như thế nào. Đó thì người ta sẽ chia ra là người ta nhận thấy rằng đối với những trường hợp mà người bệnh mà được phẫu thuật trong vòng 24 giờ đầu thì cái khả năng hồi phục vận động, người ta chia ra là 24 giờ đầu là thời gian phẫu thuật sớm này, early surgery, thì cái khả năng hồi phục cải thiện nó sẽ thay đổi rất nhiều so với nhóm phẫu thuật muộn là phẫu thuật sau 24 giờ đầu. Đó, thì đối với nhóm phẫu thuật sớm trong vòng 24 giờ đầu thì cái tỷ lệ thay đổi về mặt biến đổi về mặt các cái thang điểm đánh giá về mặt vận động hay là những cái rối loạn về thang điểm theo đánh giá thang điểm ASEAN thì nó sẽ thay đổi nhiều hơn rất nhiều so với những trường hợp mà phẫu thuật ở cái mức độ muộn, ở cái giai đoạn muộn, trong cái thời điểm muộn. Thế thì trong cái vòng 24 giờ đầu là cái thời điểm mà liên quan đến khả năng hồi phục vận động cao nhất, là tốt nhất sau vòng 24 giờ đầu. Thế còn từ 24 đến 36 giờ đầu tiên sau chấn thương thì nó có hồi phục thần kinh tối ưu, nhưng mà cái mức độ nó bắt đầu có chiều hướng giảm dần. Đó, mức độ có thay đổi thần kinh tức là cũng có cải thiện nhưng mà không nhiều so với nhóm trong vòng 24 giờ đầu. Đấy, nhưng mà nó cũng bắt đầu dấu hiệu về mặt khi người ta làm biểu đồ nghiên cứu là đã bắt đầu có dấu hiệu cái thay đổi đi xuống, tức là cái mức độ hồi phục nó bắt đầu giảm dần. Và sau 36 giờ thì cái sự thay đổi về mặt cải thiện về mặt vận động, chức năng vận động này thì không không thể thay đổi gì cả, vẫn giữ nguyên như cũ. Đó, thế thì trong đó người ta đánh giá, người ta kết luận là gì? Cái việc phẫu thuật trong vòng 24 giờ đầu, đặc biệt 24 đến 36 giờ đầu, đặc biệt là 24 giờ đầu thì có hiệu quả cải thiện về mặt phục hồi chức năng vận động rất tốt. Thế còn sau 36 giờ thì cái khả năng hồi phục nó sẽ rất là kém và gần như không thay đổi gì cả. Thì đây, cái này nó cũng tương xứng với lại cái tổn thương thiếu máu không hồi phục như đã phân tích trong cái cơ chế mà tổn thương ở ban đầu đối với chấn thương cột sống cổ. Nó sẽ liên quan đến thời gian cấp máu, thời gian hồi phục chức năng thần kinh trong vòng 24 giờ đầu. Đó, thế thì cái khuyến cáo hiện nay đấy, với những cái nghiên cứu mà người ta đã báo cáo, thế giới người ta đã báo cáo trong cái trên nghiên đặc biệt là trong cái nghiên cứu ở trong tạp chí Lancet này, thì khuyến cáo là gì? Thời điểm chúng ta lựa chọn phẫu thuật trong vòng 24 đến 36 giờ đầu đấy, thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn trong quá trình hồi phục chức năng vận động. Còn sau 36 giờ thì cái khả năng hồi phục nó sẽ kém đi. Đó thì chúng ta sẽ cái việc này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc mà chúng ta lập kế hoạch điều trị. Chúng ta khi mà chúng ta tiếp nhận bệnh nhân, chúng ta đánh giá xem thời điểm người bệnh bắt đầu bị tai nạn đến với chúng ta là bao nhiêu, và chúng ta sẽ ra quyết định xem là chúng ta điều trị như thế nào, điều trị phẫu thuật hay không phẫu thuật, và chúng ta cần thiết phải phẫu thuật càng sớm càng tốt hay không. Đó thì trong quá trình thực hiện lâm sàng thì quý anh chị đồng nghiệp hết sức lưu ý trong quá trình thực hiện lâm sàng, đây có thể là một cái mà chúng ta căn cứ vào để chúng ta lựa chọn cái thời điểm chúng ta phẫu thuật, chúng ta có phẫu thuật được hay không, mà nếu không phẫu thuật được chúng ta cần thiết chúng ta phải chuyển đến chỗ khác để phẫu thuật sớm nhất có thể hay không, để tránh qua cái giờ vàng, cái giờ mà liên quan đến hồi phục thần kinh, đặc biệt là trong vòng 36 giờ đầu tiên sau chấn thương. Và nếu bỏ qua cái giai đoạn này thì cái khả năng hồi phục nó sẽ gần như là không có. Đó thì nó sẽ hết sức chúng ta trong quá trình thực hành chúng ta hết sức lưu ý trong cái việc là chúng ta thời điểm chúng ta ra quyết định phẫu thuật. Đấy, thì phẫu thuật giải ép nên được thực hiện trong vòng 24 đến 36 giờ đầu là thời gian cửa sổ để thời gian hồi phục thần kinh, và chúng ta nên mổ sớm với những trường hợp mà bệnh nhân có huyết động ổn định, đã qua cái giai đoạn sốc, đã khi mà toàn trạng bệnh nhân hoàn toàn ổn định rồi, hoặc là có cái dấu hiệu mà tiến triển thần kinh nặng lên, ví dụ liệt tăng lên, thì chúng ta phải mổ càng sớm càng tốt. Và những trường hợp mà hội chứng tủy trung tâm mà không mất vững thì cũng nên phẫu thuật sớm, cũng như là
sớm như những tổn thương khác, thì cái, tất cả những cái này nó sẽ liên quan đến khả năng hồi phục thần kinh. Thì đây là một cái các anh chị quý đồng nghiệp phải lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng. Một cái vấn đề khác đấy là việc vấn đề trong quá trình mà chúng ta lựa chọn cái quyết định điều trị, trong cái quyết định là điều trị phẫu thuật thì chúng ta sẽ lựa chọn là vì là chấn thương cột sống cổ nó sẽ có mổ, nó sẽ có đường mổ phía trước và đường mổ phía sau, thế thì chúng ta sẽ quyết định là lựa chọn đường mổ như thế nào, thì là đường mổ phía trước hay là đường mổ phía sau hay là kết hợp giữa hai đường. Thế thì chúng ta cũng sẽ phải căn cứ vào một số cái yếu tố để chúng ta đánh giá, để chúng ta quyết định lựa chọn theo là mổ theo cách nào. Thế thì thứ nhất là về mặt đường mổ lối trước thì nó sẽ có hai cái kỹ thuật chính của đường mổ lối trước, đấy là kỹ thuật lấy đĩa đệm và hàn xương và nẹp vít phía trước ACDF, và kỹ thuật cắt thân đốt sống ghép xương và nẹp vít ACCF, là đối với đường mổ ở phẫu thuật lối trước. Thì nó có ưu điểm là gì, chúng ta sẽ dễ tiếp cận cái tổn thương, ít mất máu hơn so với lại cái đường mổ phía sau, và có thể giải phóng trực tiếp vào cái chèn ép từ phía trước và có thể tiếp cận vào cái cấu trúc thần kinh. Chúng ta có thể nắn chỉnh được cái mất cân bằng của cột sống, đặc biệt ví dụ như là những người bị phù gù cột sống, chúng ta có thể nắn chỉnh được tốt hơn qua cái đường mổ lối trước này, đặc biệt là mất cái cân bằng về mặt đứng dọc. Tuy nhiên nó có một số các cái nhược điểm, đó là gì, nó là giảm, nó sẽ làm giảm một phần khi mà chúng ta đóng cứng, nó sẽ giảm một phần vận động và linh hoạt của xương cổ. Tuy nhiên cái đây cũng là nhược điểm của cột sống cổ đằng sau, khi mà chúng ta phải phải cố định bằng nẹp vít. Và nó có một cái nhược điểm nó ảnh hưởng đến là cái hội chứng thoái hóa đĩa đệm liền kề, tức là khi mà chúng ta cố định vào cái vị trí mà tổn thương ấy, thì nó sẽ làm mất cái chức năng vận động ở cái vùng mà chúng ta cố định này, thì vì nó như thế nó sẽ ảnh hưởng đến, nó sẽ làm tăng cái biên độ vận động ở cái vùng đĩa đệm hay là đốt sống liền kề, thì nó sẽ làm tăng cái tốc độ, mức độ thoái hóa của đĩa đệm liền kề lên. Thì đó là một số cái nhược điểm của đối với phẫu thuật lối trước. Đối với lại đường mổ cột sống cổ lối sau thì nó là kỹ thuật giải áp và cố định cột sống cổ lối sau, thì nó có hai cái kỹ thuật chính, là kỹ thuật cố định bằng vít qua cuống sống, và thứ hai là kỹ thuật cố định cột sống cổ và sử dụng kỹ thuật vít khối bên. Thế thì cái phẫu thuật lối sau thì nó có cái ưu điểm đấy là cái giải, chúng ta có thể giải áp rộng rãi cái tổn thương thần kinh, chèn ép thần kinh, và các cái nắn chỉnh thì cố định là sẽ vững, khá là vững chắc. Tuy nhiên có một cái nhược điểm hạn chế của phẫu thuật lối sau đó là gì, nó tàn phá cái hệ cân cơ nhiều và nó gây ra đau sau mổ, và nó vì vết mổ nó lớn hơn ở đường mổ phía trước nên nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng hơn so với đường mổ phía trước. Thì đó là một số các cái đặc điểm của phẫu thuật lối sau. Thế thì trong các nghiên cứu ở trên thế giới người ta đã báo cáo thì cái sự khác biệt trong cái việc là chúng ta quyết định đường mổ lối trước hay đường mổ lối sau nó có khác biệt gì trong cái việc hồi phục thần kinh hay không, thì người ta nhận thấy rằng không có sự khác biệt trong việc phục hồi thần kinh ở trên người bệnh khi mà chúng ta sử dụng đường mổ, khi mà so sánh giữa đường mổ phía trước và đường mổ phía sau. Cả hai cái kỹ thuật, cả hai cái lựa chọn đường mổ phía trước và đường sau thì đều có những cái kết quả tương đương khi mà chúng ta thực hiện để giải 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 nén thần kinh và cố định, tùy thuộc vào cái hình thái gãy xương và các cái tổn thương cụ thể trên người bệnh. Thì việc lựa chọn quyết định đường mổ phía trước hay phía sau thì nó không ảnh hưởng đến cái việc là cái khác biệt trong cái hồi phục thần kinh, mà nó chỉ liên quan đến cái tổn thương mà chúng ta lựa chọn, tổn thương hình thái trên từng người bệnh cụ thể. Tuy nhiên là chúng ta cũng 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 phân ra chúng ta lựa chọn theo cái đường mổ nào, chúng ta cũng sẽ căn cứ vào một số các cái yếu tố, như là ví dụ như đường trước thì chúng ta có thể cân nhắc với những trường hợp mà điều trị
cho những trường hợp mà vỡ thân đốt sống, chúng ta cần phải tiếp cận trực tiếp vào đường mổ phía trước. Những trường hợp mà rách đĩa đệm cần phải tiếp cận phía trước. Những trường hợp mà tổn thương chèn ép thần kinh, chèn ép tủy từ phía trước, ví dụ như là chấn thương kèm theo thoát vị đĩa đệm gây ra chèn ép tủy ở phía trước. Những cái tổn thương này thì thường gặp do cái tổn thương mà gấp gấp quá mức nó gây ra vỡ thân đốt sống, tổn thương đĩa đệm hoặc là thương gây chèn ép thần kinh ở phía trước, thì chúng ta có thể quyết định cân nhắc về lựa chọn điều trị bằng cách tiếp cận phẫu thuật được trước. Thế còn về phẫu thuật đường sau thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn điều trị với những trường hợp mà có tổn thương hệ thống phức hợp dây chằng. Phức hợp dây chằng đấy là dây chằng dọc sau, dây chằng trên gai, dây chằng liên gai ở phức hợp dây chằng đĩa đệm và phía dây chằng và diện khớp ở phía sau. Những trường hợp mà vỡ khối bên, những chấn thương mà gây ra chật cài diện khớp. Đó là những cái tổn thương mà chúng ta có thể áp dụng lựa chọn trong quá trình lựa chọn để phẫu thuật tiếp cận đường sau. Và những cái tổn thương này thì thường gặp trong cái tổn thương duỗi quá mức gây ra tổn thương các cấu trúc ở phía sau. Thế thì đấy, việc lựa chọn quyết định việc lựa chọn liên quan đến đường mổ phía trước hay đường mổ phía sau thì sẽ liên quan đến đến đặc điểm hình thái của từng tổn thương cụ thể. Chúng ta sẽ ra quyết định lựa chọn theo 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 cái đường trước hay đường sau. Còn về mặt kết quả thay đổi thì nó không, kết quả thay đổi hồi phục thần kinh thì nó sẽ không 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 khác biệt nhau gì là mấy so với khi chúng ta quyết định đường trước hay đường sau. Thì chúng ta phải lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng, chúng ta ra quyết định, chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn đường trước hay đường sau tùy thuộc theo cái hình thái tổn thương cụ thể trên từng người bệnh. Chúng ta lựa chọn quyết định đường mổ phía trước hay đường mổ phía sau. Trên đây là một cái thống kê ở trên AO, người ta đã thống kê về quản lý các cái đặc điểm hình thái về mặt tổn thương để người ta quản lý lựa chọn là xem là người ta quyết định làm theo điều trị như thế nào. Thì các quý anh chị đồng nghiệp có thể tham khảo trong cái đường dẫn mà tôi gửi đến đây, nó là cái quản lý về về ra quyết định điều trị là mình sẽ làm gì, điều trị với những trường hợp vững thì làm cái gì như nào, cố định trong vòng bao nhiêu lâu, hoặc những trường hợp mà tổn thương các cái cấu trúc tổn thương như, bao gồm cả trong đây là những cấu trúc tổn thương hình tia rốt vỡ kiểu ruột lẹo, những tổn thương tùy thuộc tương xứng với các hình thái tổn thương này. Trên đây là một cột là hình thái tổn thương này, cơ chế chấn thương này, và cái cột ngoài cùng là cột chúng ta quản lý và ra quyết định điều trị. Thì tất cả họ cũng đã tổng hợp và họ đưa trong một cái bảng để chúng ta có thể quản lý và thống nhất trong quá trình chúng ta theo dõi và điều trị. Thế còn trên đây là cái sơ đồ, họ đã sơ đồ hóa lên cái quyết định việc lựa chọn trong quá trình chúng ta điều trị. Thế thì với trên đấy chúng ta có thể nhìn thấy với những trường hợp mà chấn thương mất vững thì chúng ta sẽ đánh giá như thế nào, vẫn có thể chúng ta lựa chọn phía trước hay phía sau. Đó thì nếu mà những trường hợp mà có chèn ép thần kinh ở phía trước, nếu mà có mà kèm theo cả cái tổn thương cái phức hợp phía sau thì chúng ta sẽ lựa chọn. Đấy, ví dụ như đây là những trường hợp mà hình bên 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 phải là những trường hợp mà tổn thương có chèn ép về phía trước, tổn thương phía sau mà nó có nữa thì chúng ta có thể tiếp cận cả đường mổ phía trước này. Nếu trong trường hợp mà không có, chúng ta tiếp cận đường mổ phía trước này. Thế còn những trường hợp mà tổn thương chèn ép thần kinh phía trước kèm theo tổn thương phía sau thì chúng ta có thể tiếp cận đường mổ phía sau này. Đó thì họ cũng đã, nếu không có thì có thể tiếp cận đường 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 lựa chọn đường mổ phía trước. Thế thì họ cũng đã sơ đồ hóa nên cái quyết định ra quyết định lựa chọn điều trị. Chúng ta có thể nhìn sơ đồ, chúng ta có thể tham khảo, chúng ta ra quyết định điều trị, chúng ta lựa chọn là đường mổ phía trước hay đường mổ phía sau. Cái này thì hình này thì chúng ta sơ đồ này chúng ta sẽ cụ thể hóa chi tiết hơn một chút với những trường hợp mà
và chấn thương, mà chúng ta có thể sử dụng cả cái cần phải kéo giãn bằng cái khung halo nữa. Đấy. Thì chúng ta có thể ra quyết định điều trị dựa theo các cái sơ đồ này. Chúng ta sẽ quyết định lựa chọn xem là điều trị theo đường mổ phía trước hay đường mổ phía sau. Đó. Đó, thế thì đây là cái sơ đồ trong quá trình thực hành lâm sàng, các anh chị có thể tham khảo, các anh chị quản lý trong quá trình chúng ta ra quyết định là đường mổ phía trước hay đường mổ phía sau. Còn hiệu quả về mặt thay đổi điều trị, thay đổi cải thiện chức năng thần kinh thì nó không, so sánh giữa đường mổ phía trước và đường mổ phía sau nó không thay đổi gì cả. Đó. Thế còn trên đây tôi cũng giới thiệu với các anh chị và đồng nghiệp qua hai cái case study đối với những trường hợp hai bệnh nhân với hai tổn thương cụ thể khác nhau, chúng ta ra cái quyết định điều trị khác nhau. Trường hợp bệnh nhân thứ nhất, đây là trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi. Chật cài diện khớp một bên. Đây. À, xin lỗi các anh chị và đồng nghiệp, là chật cài diện khớp hai bên. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên phim cắt lớp và cái khớp hai bên đều bị chật cài. Và triệu chứng là liệt tủy không hoàn toàn. Thế thì chúng ta sẽ tính điểm và chúng ta ra quyết định điều trị như thế nào. Đó. Ở trên X quang chúng ta có thể nhìn thấy chật cài, trên CT chúng ta nhìn thấy chật cài hai bên, chật cả thân nữa, và trên cộng tử. Thế thì về mặt chấm điểm hiện nay thì chúng ta vẫn đang sử dụng cái thang điểm Ashley để chúng ta chấm điểm và chúng ta ra quyết định điều trị. Thế thì ở đây chúng ta có thể đánh giá và chúng ta chấm điểm cái thang điểm Ashley. Về mặt hình thái tổn thương thì nó là một tổn thương chật và theo S-Link thì là tính là 4 điểm, và trên cộng từ là tổn thương phức hợp đĩa đệm dây chằng và có kèm theo cả thoát vị ở phía sau và trong ống sống nữa. Thì tổn thương phức hợp đĩa đệm dây chằng trên cái cộng từ thì tính là 2 điểm và tổn thương liệt tủy không hoàn toàn là 3 điểm. Thế thì về mặt tổng điểm ở bệnh nhân này S-Link là 9 điểm và đương nhiên là có chỉ định phẫu thuật. À, thì đương nhiên chỉ định phẫu thuật này là quá rõ rồi. À, thế còn chúng ta lựa chọn phẫu thuật theo đường mổ như thế nào thì chúng ta sẽ phải ra quyết định điều trị. Thế thì ở đây bệnh nhân chật cài diện khớp hai bên kèm theo là có rách đĩa đệm và khối thoát vị di trú ở trong ống sống và đứt toàn bộ cái phức hợp dây chằng phía sau. Thế thì lựa chọn ở đây đó là lựa chọn phối hợp giữa hai đường mổ. Đường mổ phía sau là chúng ta sẽ cắt bỏ cái diện khớp cài cố định phía sau, có thể cân nhắc giải ép phía sau nữa, và đường mổ phía trước là chúng ta sẽ lấy bỏ đi đệm khối thoát vị để chúng ta tiếp cận ở phía trước để giải phóng thần kinh và ghép xương đẹp vít lại để nắn chuẩn. Đấy, thì với những trường hợp mà chật cài hai bên, những trường hợp mình phức tạp này, chúng ta cần phối hợp giữa hai đường mổ trước và sau. Một bệnh nhân số 2 mà tôi đưa đây nữa là bệnh nhân nam 18 tuổi, bệnh nhân vỡ C7 không đều tủy. Đấy, trên hình chúng ta có thể nhìn thấy trên cắt lớp và CT. Thì với bệnh nhân này chúng ta làm gì, mổ hay không mổ? Và nếu mổ thì chúng ta mổ như thế nào? Đấy, thế thì nếu mà ở đây chúng ta đánh giá theo S-Link thì quý anh chị và đồng nghiệp có thể nhìn thấy về mặt hình thái thì nó là vỡ thân nốt sống tính 2 điểm và trên phim cộng từ thì chúng ta không thấy nhận thấy là không có cái tổn thương phức hợp đĩa đệm dây chằng thì tính 0 điểm, không có triệu chứng lâm sàng kinh thì 0 điểm, về mặt tổng điểm thì nó là 2 điểm. Thế thì về mặt quyết định điều trị ở đây là không mổ, không mổ và điều trị nội khoa, điều trị bảo tồn. Đó.
Thì trên đây là hai cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến cái việc ra quyết định điều trị khác nhau ở trên bệnh nhân, và xin đưa với các quý anh chị đồng nghiệp để chia sẻ với anh chị đồng nghiệp về cách lựa chọn, cách tính điểm, cách chúng ta chấm điểm ra quyết định trong thời lâm sàng, và chúng ta lựa chọn là chúng ta điều trị theo hướng nào, và nếu lựa chọn phẫu thuật thì lựa chọn phẫu thuật theo đường mổ như thế nào, trước sau hay là phối hợp giữa cả trước và cả sau. Thế thì hiện nay để tổng kết lại những cái phần mà chúng tôi đã trình bày, thì tôi có đưa ra một cái đồng thuận của Ủy ban Cuộc sống Hiệp hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới này. Vào năm 2020 người ta đã đưa ra những cái đồng thuận đối với chấn thương cuộc sống. Thì trên đây là tôi xin tóm tắt lại một số cái đồng thuận sẽ liên quan đến việc chúng ta định hướng trong quá trình quản lý và thực hành lâm sàng đối với chấn thương cột sống cổ thấp. Thì chúng ta phải lưu ý những cái đồng thuận này để trong quá trình chúng ta hướng dẫn khuyên cáo trong quá trình thực hành lâm sàng. Thì trên đây là hai cái tóm tắt chính mà tôi đưa ra. Thứ nhất là đối với về mặt phân loại của chấn thương cột sống cổ thấp, thì hiện nay thì SLIC vẫn là an toàn và hiệu quả trong việc hướng dẫn điều trị, với sự đồng thuận là 100%. Thế còn các cái thang điểm phân loại của AO năm 2015 thì hiện nay đang trong quá trình nghiên cứu và việc chia điểm và mặt tính điểm, thì hiện nay người ta vẫn chưa 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 chia ra điểm cụ thể để người ta tính một cách chính xác, một cách chi tiết, cần phải nghiên cứu thêm trong tương lai. Hy vọng là có những cái nghiên cứu chia điểm cụ thể hơn thì chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn. Đó, thế còn hiện tại thì vẫn dừng ở cái mức độ phân loại và chưa ra tính tính điểm cụ thể. Với những trường hợp SLIC dưới 3 điểm thì chúng ta có thể nên điều trị bằng điều trị bảo tồn với nẹp cổ cứng từ 6 đến 12 tuần, 6 đến 12 tuần. Thì cái này đồng thuận 100%. Cái đồng thuận lớn thứ hai nữa là việc chúng ta quản lý cái chấn thương cột sống cổ thấp như nào. Thì với những trường hợp mà SLIC trên 4 điểm thì chúng ta nên 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 chủ trương là nên phẫu thuật sớm, 100% là đồng thuận. Và thời gian phẫu thuật thì như vừa nãy tôi đã trình bày ở phía trước, đó là thời gian cửa sổ vàng là từ 24 đến 36 giờ. Chúng ta với những trường hợp SLIC 4 điểm chúng ta nên phẫu thuật sớm, đặc biệt những trường hợp có tổn thương thần kinh kèm theo, thì thời gian mà để hồi phục thần kinh là thời gian cửa sổ vàng là từ 24 đến 36 giờ. Các cái phẫu thuật được chỉ định khi mà tổn thương thần kinh tiến triển hoặc là không hoàn toàn mà kèm theo các tổn thương xương, thì những cái này được đồng thuận 100%. Phẫu thuật được lựa chọn với cái phẫu thuật lối trước này, với những trường hợp mà chấn thương có tổn thương nặng ở cột trụ trước thì cái tỷ lệ đồng thuận 92%. Thì như tôi nói phía trước, cái việc lựa chọn ra quyết định lựa chọn phía trước hay phía sau như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và tùy thuộc vào từng lựa chọn đó, nên là cái việc mà cái đồng thuận nó cái tỷ lệ nó không 100% như các cái đồng thuận khác thì cũng là cái điều dễ hiểu, bởi vì là cái hiệu quả cải thiện về mặt chức năng thần kinh nó không so sánh khác biệt giữa hai nhóm phía trước phía sau thì nó không cải thiện, không 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 khác biệt gì cả. Và cái việc lựa chọn này nó sẽ phụ thuộc vào từng hình thái tổn thương cụ thể trên từng người bệnh. Phẫu thuật đối sau với những trường hợp mà bệnh nhân có vỡ nhiều nhiều thân đốt sống và có những trường hợp mà di lệch phức tạp thì cái này thì đạt đồng thuận 100%. Thì đây là một cái chúng ta có thể lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng, chúng ta lựa chọn cái hướng phẫu thuật. Đối với những trường hợp mà chật cài facet lock thì chúng ta nên tiếp cận ở phía sau để chúng ta cắt bỏ diện khớp cài, tránh làm các tổn thương thần kinh nặng hơn, và sử dụng cộng hưởng từ trước phẫu thuật để chúng ta đánh giá ở đây là đánh giá xem có tổn thương thần kinh gì hay không, đánh giá xem là có cái khối thoát vị di trú chèn ép thần kinh gì hay không. Thì những cái tổn thương như thế này, những cái đặc điểm này, cái yếu tố này thì đạt đồng thuận 100%. Thế thì ngoài ra còn một số các cái đồng thuận khác
tôi không đưa vào đây. Đây là những cái đồng thuận chính của Hội Phẫu thuật Thần kinh Thế giới đã đạt được. Thì đây có thể là một trong số những cái khuyến cáo trong thực hành lâm sàng chúng ta, có thể là một cái hướng dẫn để chúng ta trong thực hành lâm sàng chúng ta áp dụng trong quá trình điều trị. Thì xin chia sẻ với các anh quý anh chị đồng nghiệp để chúng ta lưu ý trong quá trình thực hành lâm sàng. Đó, thì trên đây là cái phần chia sẻ của tôi về bài cập nhật chẩn đoán và các cái chiến lược điều trị trong quá trình thực hành lâm sàng đối với chấn thương cột sống cổ thấp. Hy vọng những cái phần mà tôi đã chia sẻ với các quý anh chị đồng nghiệp có thể giúp ích cho các anh chị trong đồng nghiệp trong quá trình định hướng và trong quá trình thực hành lâm sàng và tiếp cận lâm sàng trong quá trình đối với những trường hợp mà người bệnh chấn thương cột sống cổ thấp, đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta khám phát hiện và có định hướng điều trị đúng đắn và ra quyết định điều trị cho phù hợp, làm sao đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho người bệnh.